chào mọi người, mình là Yen và hôm nay mình sẽ giới thiệu một, với mọi người về một công ty rất là hay về giáo dục và rất là quan trọng đối với đứa trẻ bây giờ và trong tương lai cho thế hệ tương lai của mình Công ty này gọi là Curiot và công ty Curiot họ có một cái sản phẩm gọi là U-Class U-Class là một cái kiểu lớp học online mà học sinh có thể tham gia được và thực sự là rất quan trọng bởi vì giáo dục là một cái thứ rất là quan trọng cho đứa trẻ của mình, cho anh chị em của mình, cho các bạn của mình để làm ra tạo tạo ra một cái thế giới tốt đẹp và yên bình và hòa bình hơn và được con người có thể thông minh hơn và có thể hiểu biết về mọi thứ hơn. Và bây giờ trong cái mùa dịch Covid như này là rất là khó để đến trường và mọi người rất là lo lắng bởi vì Uh, về vì vấn đề về nhiễm dịch hay là về vấn đề về uh, người khác bị kiểu nói, nói, chung là rất là mình rất là lo lắng về cái đấy nên uh, curious họ đã làm ra một cái sản phẩm rất là hay mà mọi người có thể học hành được và yên tâm trong cái nhà của mình kể từ khi bắt đầu lại về các bác tư cách của công ty edutech Kira đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau dựa trên nội dung học tập và gần đây chúng tôi đang nâng cao giá trị của nó thông qua việc hợp tác với một số văn phòng giáo dục và các cơ quan chính phủ và Uclass là một giải pháp được phát triển để bắt kịp với những thay đổi về mô hình và tiếng nói trong lĩnh vực giáo dục và đây là một dịch vụ dựa trên LCMs hay gọi là hệ thống quản lý nội dung học uh, học tập và có thể quản lý nội dung được đào tạo trong trường trường học và các công ty khác nhau theo uh, cách tích hợp. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về sản phẩm hơn là để cung cấp cho học sinh một quá trình giáo dục tối yêu ở à, tối yêu à, và bây giờ mình sẽ giới thiệu về uclass của mình hôm nay sản um, phẩm của mình hôm nay gọi là uclass nhé và cách trình diễn về về máy tính điện thoại di động và vân vân và mình có thể cần tham khảo trước với um, vợ uclass là một giải pháp tích hợp cho phép tạo tạo, phép tạo và quản lý các nội dung khác nhau trước thay đổi sự thay đổi của mô hình giáo dục và mô hình trực tuyến và nó có thể hỗ trợ môi trường ở uh, tích hợp để quản lý uh, nội dung học tập và sản xuất tài liệu ở lớp đa phương tiện đơn giản mà không cần mã hóa HTML5 và có thể đào tạo và có tạo được tất cả các loại nội dung Um, đa phương tiện như cầu đố câu đố này tin bài chuyện cổ tích appfic web vân vân và, và, và di động máy tính bảng pc mọi lúc mọi nơi học tập thuận tiện mình muốn nhấn mạnh là nó rất là thuận tiện vì bây giờ con người là họ muốn cái gì mà nhanh thuận tiện và dễ dùng cái gì mà nó khó dùng thì nhiều học sinh họ sẽ hơi lười họ sẽ không muốn học đến bởi vì không biết dùng như thế nào hay là luật vấn đề về internet hay là vấn đề về cái trang mạng thì nó rất là nó làm ra nhiều vấn đề thêm và nhiều người sẽ ngại nhưng mà cái 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 trang Uy này là nó, nó rất là thuận tiện nó thuận tiện nó nhanh nó dễ dùng và nó dễ hiểu được nên mình muốn nhấn mạnh về cái điều đó um, và chức năng thiết kế dễ dàng và nhanh chóng thông qua hình mẫu à hàng à hàng nghìn mẫu Uh, thì thực sự là design là quan tâm thiết kế rất là quan trọng về cái thiết kế của cái trang web này hay là cách dùng còn nó có dễ dùng cho người dùng không này các học sinh là toàn là các người học học sinh trẻ thì đương nhiên là họ sẽ muốn một cái thứ mà nó dễ dùng hơn cái thứ mà họ có thể hiểu được hơn nên mình muốn nhấn mạnh là một lần nữa là nó rất là dễ dùng là nhanh thiết kế đẹp uh, và thực sự là thuận tiện lắm và tái sử dụng nội dung có thể chia sẻ giữa các giáo viên cho trường thông qua phòng trưng bày của trường và có thể có thể quản lý giáo viên liên kết và ở nội dung và thông qua quản lý tài khoản trong trường và hỗ trợ chức năng nâng uh, năng giao tiếp giữa các giáo viên bằng cách cung cấp thông, uh, thông báo và bây giờ mình nhấn mạnh là không cần bảo trì nó được cung cấp trên web À, thông qua một dịch vụ dựa trên giá mây và các chức năng mới cần thiết để cập nhật mẫu và đào tạo được cập nhật thường xuyên và nó được sử dụng như thế nào thì bây giờ mình sẽ thích rằng thông qua một quy trình bốn bước ngắn cung cấp dịch vụ quản lý nội dung tích hợp là giới thiệu yêu cầu dịch vụ xong cài đặt thông tin tổ chức tạo tạo kênh thể chế bắt bắt đầu thì bạn có thể bắt đầu chia sẻ và quản lý nội dung ngay lập tức và nhấn mạnh mình nhấn mạnh vào sản phẩm là trong quá trình xuất, uh, sản xuất video bằng cách tạo và sử dụng lại nội dung uh, trong các đơn vị tổ chức có thể dễ dàng chỉnh sửa được uh, và các nhận, các nội dung uh, giữa các uh, nhân viên nội bộ và ngoài ra các tường các tương tác và hoạt ảnh đơn giản có thể áp dụng được và không cần nhà sản xuất ở bản hoặc nhà phát triển và trong trường hợp một công ty sản xuất hàng loạt và quản lý một lượng lớn nội dung có thể cần nhấn mạnh rằng nó có thể được quản lý dễ dàng hơn và mình muốn nói về các cái chứng nhận của cái học cái edu class này thì các cái chứng nhận họ đã nhận được là kết quả thử nghiệm và chứng nhận Quá trình chứng nhận GS là phần mềm tốt được chứng nhận bởi Hiệp hội Công nghệ ở uh, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc đang tự tiến hành và Self là dịch vụ đóng vai trò là cơ sở của công cụ tác giả được cài đặt trong New Class và đã nhận được chứng, chứng nhận ở chứng nhận GS cấp 1 vào năm 2017 thực sự là cái sản phẩm này nó rất là tốt và nó có áp dụng trong tương lai bởi vì con người bây giờ là covid nó rất là khó để đi ra ngoài nơi hay là ra ngoài lớp hay là gặp nhau nên thực sự đây là một cái thứ rất quan trọng bởi vì mình ngồi trong phòng nhà của mình là thực sự hoàn toàn yên bình và an đảm bảo được là mình không bị vấn đề gì Mình ngồi trong lớp 20, 30, 40 học sinh thực sự đây là vấn đề nhiều Nên mình được ngồi trong cái safety, trong cái nhà ăn bạn đảm bảo của mình Hay là mình cũng có thể ra quán cà phê trong cái phòng nhỏ nhỏ hay gì đó Nhà riêng hay gì đó xong mình có thể bật lên điện thoại, mình máy tính mình xem rất là dễ dàng mình và bố mẹ không cần phải lo bố mẹ sẽ cảm giác đỡ stress hơn để bố mẹ biết rằng là đứa con của mình có thể safe nhưng mà yên bình ăn đảm bảo và, và và mọi thứ là không sao sức khỏe không bị ở vấn đề gì nhưng mà đứa con của mình cũng được đang được, được 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 học được các cái lớp mà rất là giúp cho thông để giúp cho các bạn thông minh hơn để hiểu biết thêm hơn để học giỏi hơn nên thực sự đây là một cái đây là một cái sản phẩm rất là hay và rất là có ích trong thế này và rất là useful trong tương lai bởi vì mình không biết là Covid nó sẽ nó sẽ kéo kéo dài bao nhiêu lâu hơn Nó có thể kéo dài 2, 3, 4 năm hơn mình không biết Và thực sự đây là quan trọng để mà mình muốn cho đứa con của mình để safe để đảm để để trong một cái trong cái một cái chung ở uh, một chung một, một một cái environment safe của đứa con và học em về có thể học hành tốt đẹp được và có thể tập trung hơn được và không bị kiểu uh, không bị bất tập trung này và nội dung giáo dục nó rất là giỏi, nó đáp ứng với các thiết bị học tập khác nhau như PC, điện thoại di động và máy tính bàn Thực sự ai cũng trong thời đại này là gần như ai cũng sẽ có một điện thoại hay là một cái máy tính hay là iPad hay là cái gì đó Nên cái này là ai cũng có thể dùng được và nó rất là phù hợp với mọi người và phù hợp với xu hướng CNTT đang thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực giáo dục. Uh, sẽ mở rộng phạm vì sang xây dựng nền tảng thông tin và dịch vụ đàm đảm máy, máy thông qua R&D ổn định nên gặp mọi người nên thực sự nên quan tâm hết thêm về công ty Kirit ở uh, U-Class này nếu mà các bạn muốn xây dựng một cái tương lai tốt đẹp cho đứa con của mình vào trong tương lai để mọi người thông minh hơn và có thể khỏe mạnh lúc lúc đang khi đang học hành hơn. Xin cảm ơn mọi người.